Thưa sư, nên làm các thiện pháp nào để đối trị với chuyện đã phạm năm giới căn bản của người cư sĩ? Con được nghe các sư giảng là nếu như phải chịu nghiệp đi địa ngục vì phạm năm giới thì nên sẵn lòng đối mặt với nó và nên làm vô số việc thiện để nếu như có chỗ các nghiệp với nghiệp ác thì cũng sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. Ai nói? Tầm bậy nha, kêu các sư nói là tội nghiệp các sư nghe. Các sư không có nói là nó sẽ trở thành vô hiệu nghiệp nghe. Hiện giờ con rất muốn cải nghiệp từ việc sử dụng các chất say và giới nói dối. Mặc dù con rất cố gắng hạn chế nói dối nhiều nhất có thể, nhưng cái con sợ ác khẩu ác ngữ đâm thọc và vô ích. Con xin cảm ơn sư. Quý vị nói là sư chỉ cho phương pháp tu tập thì còn được, chứ còn nói nghe các sư giảng. Hôm rồi cũng có một cô, để sư nhớ coi, cổ nói cái gì á, cổ nói là tại sao sư giảng như vậy, sư không, bây giờ sư quên rồi, mà cổ nói sư hết hồn. Cổ nói cái kiểu đó mà cổ đem ra ngoài, cổ nói với người ta, cổ nói ông sư Hạnh Tuệ giảng như vậy á, là thành ra là sư phỉ báng Tam Bảo. Sư không nhớ cổ nói cái gì mà sư mới nói cô coi ở đâu vậy. Cổ nói nè, con coi chỗ này nè. Sư nói đọc lại cho sư. Cổ nói thì con đọc, đọc lại giùm một cái cho sư, đọc lại một lần nữa. Tầm bảy tầm bảy. Đôi khi á, mình nghe pháp mình không phải là mình nghe một cách khách quan, mà mình chỉ nghe cái mình muốn nghe, và thậm chí là mình sẽ bẻ cong cái mình nghe thành cái mình muốn nghe. Sư gặp vài trường hợp như vậy rồi. Họ nghe một hồi mà cái họ không muốn nghe là giống như là họ bị điếc tạm thời đó. Nó lạ lắm. Cái gì mà mình nói mà họ không muốn nghe giống tự nhiên là họ quên chứ nghe. Mất trí nhớ có lựa chọn. Còn những cái mà sư nói họ ưng bụng cái là họ nhớ. Như cái vụ sư nói khi mà buồn ngủ, đầu tiên là xoa tay xoa chân, rồi sau đó đó mình có thể mở mắt ra rồi mình nhìn về phía của ánh sáng. Nếu vẫn buồn ngủ thì đứng dậy đi thiền. Nếu như mình đi thiền mà vẫn cắm đầu mà buồn ngủ thì mình biết là cơ thể cần nghỉ ngơi, thì mình chỉ việc mình nghỉ ngơi, nằm nghiêng bên phải với cái suy nghĩ ta sẽ thức dậy sau khoảng 10 hoặc 15 phút nữa. Họ nghe mà một hồi họ chỉ nhớ có mỗi một chuyện thôi, buồn ngủ đi ngủ hết. Rồi ông nói ông Sàng Tuệ em giảng vậy đó, buồn ngủ đi ngủ. Có phải chết người không? Tức là mình giảng từ đầu tới đuôi là nó đầy đủ hết trơn, là họ gom lại cái họ muốn nghe. Thì cái kiểu này nó cũng y chang vậy, chết người. Thì bây giờ muốn mà bỏ được cái khẩu nghiệp thì việc đầu tiên là mình im lặng, giữ im lặng. Người ta nói mình câm cũng được, giữ im lặng. Người ta nói mình bị trúng gió á khẩu cũng được, giữ im lặng. Quý vị giữ được im lặng thì sau đó quý vị sẽ kiểm soát được lời nói. Còn khi mình giữ không được thì thôi. Chứ còn nó giống như cái kiểu là bây giờ tôi vẫn muốn chơi, tôi vẫn muốn chơi bời, nhưng mà bây giờ phải làm sao cho tôi khỏe, tôi có sức khỏe để tôi chơi tiếp. Bây giờ mình cái ác nghiệp mình không chịu bỏ, mà mình lo mình tạo các cái thiện nghiệp khác để nó bù vô, thì coi chừng mình sẽ rơi vào cái tâm lý là tôi chơi cho xả láng đi rồi tôi làm phước bù vào. Đó là một trạng thái tâm lý rất nguy hiểm, bởi vì nó xuất phát từ việc mình coi thường ác nghiệp. Nó không có ai mà giống như cái kiểu bây giờ chọt tay vô ổ điện thì bị điện giật. Thôi bây giờ tôi cứ chọt vô ổ điện thoải mái đi, điện giật thì tôi về nhà qua, tôi vô trong bệnh viện á, bác sĩ kế bên, thì bây giờ mỗi lần tôi chọt vô điện giật cái là có bác sĩ kế bên băng bó cho tôi. Có ai mà nó ngu vậy không? Mà mình cái kiểu mình là kiểu như vậy đó.
Thì cái việc đầu tiên là mình phải ngưng ngay cái nghiệp bất thiện. Thậm chí ở trong để coi chú giải bài kinh Tứ Niệm Xứ Trung Bộ thì có nói là thậm chí mình uống ngậm nước trong miệng, ngậm nước trong miệng để chi vậy? Cái nước đầy trong miệng mình không nói được, im lặng tới mức độ dành cho những người không kiểm soát được cái miệng. Phải ngưng ác nghiệp trước, cái việc uống rượu cũng vậy, mình phải ngưng ác nghiệp trước rồi mới tính tới cái chuyện tạo thiện nghiệp. Quý vị có biết là để pha loãng một ác nghiệp mình phải làm vô số thiện nghiệp không? Như trường hợp bà Mallika, bà tạo một cái ác nghiệp thôi nhưng mà bà làm vô số thiện nghiệp thì nó mới pha loãng nổi. Chứ còn mà cái kiểu mình làm ba mớ mà mình tội pha loãng là pha kiểu gì? Tôi hỏi quý vị là có dám bỏ hết toàn bộ tài sản ra để bố thí cúng dường như trường hợp bà Malika hay không? Rồi mình có dám bỏ cái mạng mình ra để phục vụ Tam Bảo hay không? Tức là cái gì mình cũng muốn mà mình làm không tới. Đó. Ví dụ như bây giờ mình lỡ mình phạm nghiệp rồi á, mà mình biết sợ á, là mình phải đầu tư dữ lắm, mình phải nỗ lực, mình tu hành phải dữ dội lắm thì mình mới có hy vọng gọi là gỡ gạc. Chứ còn cái kiểu như bây giờ hôm nay tôi lỡ uống ly rượu, mai tôi quét cái sân chùa thôi nó huề, thì cái kiểu như vậy là không cách chi mình thoát khỏi địa ngục. Sư mong mỏi khi sư nói như vậy để quý vị ý thức rõ được nghiệp và quả của nghiệp, từ đó mình tránh thái độ coi thường ác nghiệp. Các thiện nghiệp làm thì không bao giờ là đủ, nhưng ác nghiệp một chút xíu cũng đã quá thừa. Cái người trí ở trong chú giải nói người trí là người mà thấy một chút xíu ác nghiệp nó lớn như bầu trời, mà thấy tất cả các thiện nghiệp mình làm nó chỉ nhỏ như cái kim. Họ có như vậy thì mới có được cái sự ghê sợ tội lỗi và tránh xa tội lỗi. Thành ra là phải nói là cái người hỏi câu này là sư phải trách, sư trách trước, sư la trước, sư rầy trước, như là một người thầy thương trò. Sư rầy trước để cho quý vị ý thức được là mình đã sai cái chỗ nào. Nha, bỏ ngay các nghiệp bất thiện đó đi, lo nỗ lực tu tạo các thiện nghiệp, đừng bao giờ coi thường các. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm về vấn đề này không? Kính thưa Đại Đức Hành Tại, kính thưa quý vị. Bây giờ cái câu hỏi này á, thật sự cái vế đầu thì trả lời rất là ngắn thôi thưa quý vị chứ không có dài, nhưng mà cái vấn đề sau quý vị nói quý sư nè là nó cái này nó nguy hiểm quá đi. Bây giờ nhiều khi bây giờ Đại Đức Hành Tại nói sư giống như là cái trạng thái sư rơi vào cái trạng thái mà giống như Ma Tư Đà chứ, có nghĩa là khóc trước ba cái rồi cười. Bởi vậy bây giờ giống như là quý vị hiểu sai, hiểu sai rồi nói với sư nói gì thôi thì giống như là chết luôn á. Vị này bây giờ sư trả lời câu hỏi trước nha, cái hồi trước nha, nói là nên làm thiện pháp nào để chuyên đối trị với chuyện đã phạm năm giới ha. Thì khi bạn đã nói về giới thôi quý vị, đã nói về giới á, thì trong bi diệu pháp nó rất là rõ, như là trong Abhidhamma nó rất là rõ. Cái nguyên nhân mà để chúng ta phát triển được giới, giới từ chưa có, giới từ lúc đó mà chúng ta chưa có hiểu vì về giới, tức là cái đạo đức ấy, cái từ chuẩn mực đạo đức ở trong lời Phật dạy hay là trong Tam Tạng kinh điển Pali đó. Đó. Từ chưa có giới chúng ta có giới, và từ khi có giới chúng ta duy trì được giới và chúng ta phát triển được giới. Phát triển được giới, ví dụ là nhờ nhờ giới đó phát triển thêm được định nè, thấy không? Thì cái nhân cận mà để có giới như vậy đó, thì chúng ta phải có những cái pháp sau làm nền tảng để phát triển được giới và duy trì được giới, và nhờ giới mà chúng ta phát triển được định. Đó là cái nhân gì, thấy không? Thì chúng ta phải có là những cái nhân đặc biệt sau đây, sẽ gọi là đặc biệt nha. Thì chúng ta phải có cái niềm tin,
cái niềm tin chân chánh. Chân chánh là sao? Ít nhất là chúng ta phải có niềm tin vào Tam Bảo nè đó. Tam Bảo là ba đấy ha, là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tam Bảo đó. Niềm tin vô nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đó. Niềm tin vô quả của nghiệp, không tin là có quả an lạc, có quả đau khổ. Có niềm tin là nghiệp á là của riêng ta, không mà mình là người thừa hưởng. Và nghiệp sinh ra ta, nghiệp là thân quyến của ta, nghiệp là thai tạng, không? Và cuối cùng là cái niềm tin nó phải có là tin nơi sự chứng đắc của Phật, cái nạn giác đó. Đó là cái nhân cận đầu tiên mà để chúng ta gọi là phát triển được giới, phát triển được cái nền tảng đạo đức. Cái thứ hai là quan trọng hơn, đó là cái gì? Đó là cái lòng tàm. Lòng tàm là gì? Tức là cái lòng hổ thẹn, thưa vị, hổ thẹn trước những cái tội lỗi đó, những cái tội lỗi, những cái xấu xa, những cái chuẩn mực đạo đức thế gian, của thế gian, và lẫn những cái chuẩn mực đạo đức mà theo lời Phật dạy. Chúng ta có hổ thẹn nha, có hổ thẹn thì cái nhân cái hổ thẹn này nè thì giúp chúng ta là có được phát triển được cái giới. Và cái thứ ba là gì? Đó là úy, tức là cái trạng thái tâm mà gọi là ghê sợ trước những điều ác xấu, không, những cái điều tội lỗi đó. Đó là cái nhân thứ ba mà để cho giới tăng được tăng thịnh. Và cái thứ tư, cái cuối cùng chính là ích dục. Thì cái khoảng ích dục này sư nghĩ là nó bao hàm rộng lắm, có nghĩa là nó bao hàm là chí văn, chí tư và chí tu, không, hay là đại diện cho pháp học, pháp hành, pháp thành. Đó đó là những cái điều mà nếu quý vị muốn cái giới quý vị không chỉ năm giới nha, thì nói không chỉ năm giới mà thậm chí là năm giới, tám giới, 10 giới, hay là những hay là thậm chí là giới của sa di, giới của tỳ kheo, thì phải cùng, thì nếu mà muốn phát triển giới cũng phải dựa trên bốn cái pháp này thưa quý vị. Đó là tín, tàm, úy. Tàm là hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi. Hổ thẹn tội lỗi thì hổ thẹn những tội lỗi xấu xa, những cái ác xấu, không? Và úy là cái ghê sợ, ghê sợ tội lỗi và những ác xấu. Và cuối cùng là cái ích dục. Đó đó là cái quý vị nếu mà quý vị muốn muốn cho giới hạnh mình nó được từ từ khi chưa có đến có, và từ có nó được duy trì cho nó tốt đẹp đó. Đó, thì phải nhớ bốn cái điều này, bốn yếu tố này. Rồi bây giờ xin nói thêm một điểm này nào, rất hiện tại mới nói nó bên này cũng khá là nhức nhối. Nếu mà không nói không được, không phải nói mà để giống như phải lên like để gọi là giống như là gì ta, gọi trách móc hay này nọ, rồi giống như là để dằn vặt quý vị gì, không phải thưa quý vị. Mà thật sự là như vậy nè, hôm bữa nó thật sự sư có một cái câu hỏi, mà sư nhớ như liên quan đến cái vấn đề mà hỏi về cái việc mà Bồ Tát toàn giác, tức là Bồ Tát toàn giác Phật Gotama đấy, việc Phật Gotama, Phật Gotama đó, gọi là Phật Thích Ca mình đó, ngay trong kiếp này nè, là có thọ ký giai chưa. Thì xin thưa quý vị, trong suốt cái clip đó sư đã trả lời, cố gắng sư trả, bản thân sư nghe sư biết sư nói chuyện rất là nhanh, đó là cái khuyết điểm của sư. Mà trong cái clip đó sư đã cố gắng nói rất là chậm rãi và dẫn chứng rất là chậm rãi, và sư cũng nói cái quan, sư cũng khi mà kết luận sư đã nhấn mạnh rồi là cái này nè là tùy vào niềm tin của quý vị mà quý vị chọn lựa tài liệu. Thì khi mà sư xem cái clip mà được Thanh Đức Thanh Tuệ nó cắt riêng á, để cho quý vị mà dễ theo dõi á, những cái ai cùng thắc mắc á, nó có thể theo dõi đó. Thì như thế đọc thấy comment, đọc vào một cái comment á, thì sư chỉ biết cười chứ không biết gì chứ. Có nghĩa là cái vị Phật tử đó cứ nói sư là sư phỉ báng Đức Phật, sư phỉ báng, tại vì sư phỉ báng là do sư nói là cái sự kiện mà Xá Lợi sau 5.000 năm là một cái thứ nhất nè, rồi cái sự kiện mà Đức Bồ Tát á, Đức Phật thọ ký cho Bồ Tát Achita là Phật Bát Tây Giá tương lai á, là cái vị nó nói là bên trong kinh điển của bên Campuchia đó có ghi rất là nhiều này nọ, vậy mà sư không tin đi phản bác này nọ các kiểu này nọ, nói sư phỉ báng. Sư đọc sư lắc đầu luôn, tới vị hiểu không? Bây giờ cho nên là Đức Hành Tại nói mới nãy nói câu của sư rất là thấm, có nghĩa là khi mà mình học pháp á, hay mình cầu pháp á,
với cái tâm lý mà thật sự mình nghiêm túc, mình muốn, mình thiết tha, mình cầu pháp, mình hướng thiện nha, sử dụng sư nói chính xác ở đây là cái tâm thiện á, thì mình đều nghe được những cái điều thiện. Thậm chí đôi khi cái vị giảng sư đó nói sai sai lệch về cái con số, thí dụ bây giờ bốn A tăng kỳ, mình lỡ nó bốn A tăng kỳ trăm ngàn đại kiếp, mà nhìn lỡ nó lộn là ba tăng kỳ trăm ngàn đại kiếp, thì đôi khi mình cái tâm mình nó do tâm thiện mà, cho nên mình cũng chấp nhận được. Chấp nhận là sao? Mình chấp nhận không nghĩa là phải mình đồng ý, mà là mình nghĩ là có thể là quý sư đôi khi cái nói nhiều, đôi khi là bị, nhiều khi là nghĩ là bốn nhưng mà đôi khi nói ra là ba, hay là đôi khi cái công việc áp lực quá cho nên nó sai lệch con số thôi, nó cũng không có gì, nó không có phải là nghiêm trọng chừng nào mà nói sai những cái dấu cái căn bản như tứ đế không, thì mới đó là nghiêm trọng không. Còn khi mà mình nghe pháp với cái tâm mà mình soi mói, nghĩa là tâm bất thiện đó, mình soi mói mình coi để tôi coi ông nói gì không, mình chú tâm vô những cái câu từng chữ đó, mình bắt nắm giữ những dữ kiện đó, thì xin thưa quý vị nghe pháp đó, xin nói thật nha, là cái tâm bất thiện, cái tâm thiện quý vị chưa chưa thấy đâu, mà cái bất thiện quý vị nó càng tăng trưởng thêm nữa, mà thậm chí giống như là nãy sư nói quý vị đó, là có cái vị nó nói sư đó là nói là sư phỉ báng Đức Phật, nói là không có cái sự kiện, có cái xong có sự kiện mà Đức Phật Gautama thọ ký cho bồ thọ chí cho vị tân Địch Hiệp Ajita, mà rõ ràng sư nói là cái này là sư chỉ đưa ra những cái tài liệu như vậy, nó làm như vậy thôi, còn tin hay không, còn ai chọn cái nào thì là đó là cái quyết định quý vị đó. Cho nên là một lần nữa là cũng mong là qua cái lời tự sự, tự tâm sự rất là, nói chung là rất là chân thành của quý sư đây, mong cho quý vị nếu mà có nghe mình nghe pháp, mình chịu khó mình lắng tâm kỹ vô, quý sư có sai thì quý sư sẽ nhận cái sai đó không, tại vì đương nhiên quý sư đâu nói lúc nào quý sư cũng trả lời cũng là chuẩn mực, hay là cũng là đúng 100% đâu không. Nhưng mà nếu quý vị mà lỡ nghe mà với tâm bất thiện, thiên nhiên tâm bất thiện hơn, mà lỡ mà nói quý sư là phỉ báng này nọ, thì cái đó là cái bất hạnh của quý vị. Thì trước khi kết thúc cái câu trả lời này, sư muốn nói lại một lần nữa cái vô hiệu nghiệp này, sư sẽ cố gắng nói rất là chậm rãi cho quý vị hiểu về cái vô hiệu nghiệp, cho quý vị hiểu rõ nha, đúng không, để quý vị không hiểu lầm cái việc vô hiệu nghiệp này nữa. Vô hiệu nghiệp á, sư đã ví dụ á, những lần trước rồi, như là thế nào là vô hiệu nghiệp. Thí dụ quý vị ngay trong kiếp này quý vị làm những cái phước thiện á, phước thiện đi, cái phước thiện đó đó giúp cho quý vị tái sanh về làm chư thiên, quý vị không ạ, tái sanh về làm chư thiên đó, quý vị đang là chư thiên, cho quý vị cụ thể là chư thiên cõi đạo lợi luôn, đạo lợi luôn, thì trong cái thời gian quý vị ở đang làm chư thiên ở trên cõi đó đó, hiểu không, thì xin thưa quý vị giờ sư hỏi là chư thiên có bị ung thư gan, ung thư thận, rồi bị thoát vị đĩa đệm đó, bị mê đó không, thì nếu mà thời điểm mới bị làm chư thiên á, mà những cái quả đó đó, những cái quả trong quá khứ quý vị á, những cái bất thiện á, những cái nhân bất thiện trong quá khứ quý vị đã từng làm vô số đó, mà thời điểm đó cái quả bất thiện đó nó chỗ nó khiến cho bị bệnh, bị ung thư gan, ung thư thận này nọ đó không, thì chính thưa thì cái thời điểm đó đó là nó trở thành vô nghiệp quý vị không, quý vị hiểu không, nghĩa là vì tới bị chư thiên là làm gì có bị cái đó mấy cái đó đúng không, bị đau nhức rồi á, bị đau nhức hành hạ cơ thể thân làm gì có chuyện đó đó. Hay là một trường hợp vô hiệu nghiệp nữa là gì, là khi mà vị a la hán mà hữu dư niết bàn, hữu dư niết bàn nha, thì kể từ khi mà hữu dư niết bàn này nè, thì các ngài xài tâm duy tác, cho nên là không có tạo thêm một cái nghiệp mới nữa, không tạo thêm một cái nhân, một cái nghiệp nào mới nữa đó, và ngài chỉ chịu những cái quả cũ thôi. Ừ, những quả cũ trước đó thôi đó, thì kể từ khi mà ngài ngẫm đến ngài ngài đạt được hữu dư niết bàn, thì thời điểm nó trở đi thì cũng gọi là vô hiệu nghiệp, và khi mà ngài nhập vô dư niết bàn thì hoàn toàn không còn nghiệp đó, thì đó, tất cả các đó là cũng gọi vô hiệu nghiệp. Và tương tự như vậy, thì ví dụ một trường hợp bất thiện như vậy, nếu quý vị làm những cái chuyện mà bất thiện, khi mới bị đọa địa ngục, đọa địa ngục nha, đọa địa ngục, quý vị đang ở trong địa ngục, mà trong cái thời điểm bị đọa địa ngục đó, là có những cái nhân thiện trong quá khứ bị từng làm, giống như quý vị được được người ta cung kính, người ta phục vụ nè, không, rồi được người ta, rồi quý vị được tài sản nè đó, quý vị được ăn ngon mặc đẹp như đó, nhưng mà quý vị ở địa ngục thì những cái đó, đó thời điểm nó chỗ thì nó thành vô hiệu nghiệp, nó như vậy dễ hiểu thôi. Đó thì một lần nữa xin nhắc lại cái việc vô hiệu nghiệp để cho quý vị hiểu rõ hơn. Cũng xin kết thúc bằng trả lời câu hỏi này.